Xin chào bác, chào mừng con đến với shop bồn câu Nhật bãi của em. Chúc ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay em sẽ lên cho bác một lô cần mới về đấy nhá. Lô ngày hôm nay thì sẽ có một lô phụ kiện này. Và hôm nay có một chiếc cần tay bản cao cấp nhá. Bản này thì rất là hiếm có nhá. Đây sẽ làm chiếc cần dây trong bản siêu nhẹ nhá của Filer Ceramic nhá. Bản này rất là ít gặp có nhá. Đấy, hôm nay thì lên cho bác vài chiếc cần ISO dây trong và có vài chỉ cần hai khúc ở cuối clip nhé. Để các bác xem clip của em ngày hôm nay ưng được nào thì báo cho em. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369, em để góc màn hình với nhá. Ok, đầu tiên thì em sẽ vào cái mã đầu tiên này. Cái mã này gọi là mã phụ kiện nhá. Mã này thì nó có cả cần, nó có cả đồ nữa. Đầu tiên là sẽ lên cho bác là bốn cái gốc tre nhá. Bốn cái gốc này là không có ngọn, về các bác có thể chế ngọn nhá. Gốc này thuộc dòng gốc Ikeda và Hechi để các bác cô bé. Đấy, bốn chiếc gốc tre cực kỳ đẹp nhá, được người Nhật làm thủ công. Bốn cái gốc bằng tre, có đề ba, có khuyên hết rồi nhá. Về các bác chỉ chế ngọn vào thôi. Tiếp theo là sẽ có ngọn Ikeda nhá. Chỗ này là sẽ có một chiếc ngọn này, hai chiếc ngọn này, ba chiếc ngọn này, bốn chiếc ngọn này, năm chiếc ngọn Ikeda nhá. Cái ngọn này không phải ngọn để bán, nhưng mà lấy tiện ném rồi thì thôi vào đây luôn nhé. 1 2 3 4 5 cái ngọn. Là ngọn Ikeda các nhá. Đấy, 4 cái gốc, 5 cái ngọn này. Một chiếc cần Ikeda bản đời cao của Daiwa. Bình thường con này mã đẹp khoảng tầm 900 ngàn nhá. Con này đang bị thay ngọn. Ngọn trong này vẫn câu bình thường nhưng mà không phải ngọn của nó nhé. Ngọn này là ngọn người ta cũng làm thủ công nhé. Người ta có nghĩa là ngọn thì ngọn sẵn nhưng mà người ta cuốn thêm chỉ vào này. Quay ra. Nhưng mà không phải ngọn của nó nhé. Cái dòng này em bán nhiều rồi, ngọn này không phải ngọn của nó. Thì ở đây sẽ làm chiếc ngọn thay. Đấy, con này em đang có dự kiến bán với giá khoảng tầm 450-500. Nhưng mà nó không nguyên bản nên là gom luôn cái lô này. Một chiếc gốc cần của một chiếc Ikeda Ruby nhá, 1m6 không có ngọn. Hai chiếc cần Ikeda câu bình thường, một con chất liệu sợi thủy tinh, một con chất liệu fib có nhá. Fib sẽ màu đỏ như này. Sợi thủy tinh thì nó sẽ có màu đen và đen đen thô có nhá. Còn đen đen bóng thì là carbon. Đấy, hai con này thì bình thường thì sẽ có giá khoảng tầm 200 một cây. Một chiếc cần lua con này của Chila nhé. Cái chỗ này em lúc em lấy về loại lẫn vào nhá, thì cái dòng này em tính có 150 một cây. Em cứ gói hết vào đây nhá. Các bác cần nối được thì lấy nhá. Cần là cần 4 khúc nhá, lua máy đứng. Khoen thì dòng chân chìa nhưng mà khuyên hãng, bát hãng, không phải hàng xịn nhá. Thấy độ cứng câu cũng khá là ok, dòng rẻ thì thế thôi. Đấy, 22 cây 4 khúc nhá. Đấy, có 3 cây cần lua. Cần này là lua rút nhá. Và chiếc cần tay của Litsin 6m2. Con này thì hôm trước em mang đi câu. Hôm đấy này đi câu phê quá, cá kiểu lúc đầu khỏe cứ chủ quan, cá loại trôn cần cứ kéo lồi chính sách, thế là đến lúc gần cuối ngày thì lại ngồi trên thuyền, thế là cái câu con cá to quá chủ quan nhấc ngược về sau bị hẫng tay, thế là khập phát, thế là nó bị bửa mất một cái, gãy một lóng ngọn và bị bửa cái lóng thứ hai đi nhá. Có để ý không ạ? Đây này, chỗ lóng toàn bộ cần thì bình thường, bắt đầu lên cái lóng gần trên cùng này, cách trên cùng 3 lóng thì sẽ có cái lóng thứ tư này là bị tét ngọn nha, tét miệng nha. Cái này thì về các bác chế được không vấn đề gì. Đấy, tiếp theo là bị gãy ngọn nha, về các bác thay ngọn đi là xong. Con này lúc trước em bán là 1,1 triệu nha, Litsin bản cần siêu nhẹ, giật cực sướng. Em hôm đấy em câu gần, em bóc ra em câu có 3,6 m, còn toàn bộ lóng còn lại là vất lại. Chỗ này có zoom 3 chế độ luôn này. Đấy, bên trong vẫn có nước câu, không nói về chưa vệ sinh. Đấy,
cái mã số 1 ngày hôm nay thì nó khá là phức tạp, sinh ra là em gom hết cái đống này vào tính cho bác giá là 2 triệu nhá. Đấy, ba cái cần này. Một cái cần lysine nhá, con này các bác chế được câu cực kỳ ngon nhá, 63 của lysine nhá, rất đắt đấy. Đấy, hai chiếc cần Ikada câu bình thường này. Ở hai cái gốc Ikada đời mới này. Bốn cái gốc Ikada của dòng gốc tre này. Và 5 cái ngọn. Giá 2 triệu. Đây, xong mã số 1 nhá. Các bác là bắt được chưa ạ? Rồi, xong mã số 2 nhá. Hôm nay hàng tạp nham nhiều chứ nhờ clip nó khá là nhiều nhá. Số 2 này làm trước cần của bản Chila nhá. Con này là bản Chila xuất nhá. Con này sẽ được trang bị cũng khá là đẹp mắt nhá. Con này sẽ được trang bị là cái bát của nó sẽ là bát đúc liền khối nhá, rất là đẹp mắt, nhìn thì đẹp thôi. Dòng Chila con này nhìn thì đéo nhá, vân này, kinh quẹn vân hai da dã man. Con này là chiếc cần lua, tên nó sẽ là Long Suan, đây nó là tiếng Anh luôn, Fit Himan, dài 2m4. Con này là cứng, khá cứng đó nhá. Con này nó ghi đây tải mồi được 40g lận, tải cước từ 10 đến 20 lb. Gốc sẽ là gốc đúc liền rất đẹp nhá, giống cái đít của con gì nhỉ? Zodiac của Shimano. Con này sẽ là khoen hãng nhá. Khoen hãng bát hãng. Độ cứng cao, tải mồi lớn, cân nặng cho bác này. Dòng này thì rất là bền đúng nhá. Nặng là 150g, ngọn 2 ly. Rất là khỏe các bác nhá. Để cho bác câu nhái hơi nhái thật đều được nhá. Con này nếu bác là 400.000. Mã số 2. Rồi. Xong mã số 3. Số 3 giờ đi thì em bắt đầu chuyển nó đi nhanh một chút xíu nhá. Nãy giờ cái số 1 lâu quá. Số 3 sẽ làm chiếc cán vợt dài 5m4. Đây sẽ làm chiếc cán vợt lỗ địa dài 5m4, chất liệu carbon. Phôi còn đẹp nhá. Phôi cán vợt như này gọi là còn đẹp quá nhá. Gen 12. Đấy, cán vợt 5m4, 500.000. Mã số 4. Mã số 4 sẽ làm chiếc cần tay. Ở đây sẽ làm chiếc cần tay của hãng Daiwa. Bản này sẽ là bản Liberty Club, một chiếc cần được sản xuất tại Chila, xuất Nhật, Daiwa các nhá. Phôi là còn rất là sáng đó nhá. Phôi còn rất là đẹp luôn. Dòng này là dòng lóng ngắn, để cho bác câu cá nhỏ nhá. Dòng này thì không phải để câu cá to, cá tầm đôi ký này, các bác có bảo hiểm đánh điếc là 2-3 ký đánh rất là ngon nhá. Ngoại hình còn đẹp, 6m2, cân nặng cho bác này 220g, gọi là 0.95 ly, một chiếc cần tay của hãng Daiwa, nếu bác là 950k. Mã số 4. Đây, sang chiếc cần này là cần deep nhá, số 5 nhá. Ở số 5 sẽ làm chiếc cần mang cân nặng của con này. 6m1, 5m1, zoom 6m1, một chiếc cần nặng có 150g thôi, rất là nhẹ của Shimano nhá. Con này là có chế độ zoom ở đây các nhá. Đấy, cái đoạn này đoạn zoom này, các bác có thể xoắn mạnh là nó sẽ cài ở gốc lại. Là các bác cầu 5m1 nhá, có lắp chụp bằng gỗ. Con này nó sẽ mang tên là File Ceramic, một chiếc cần được sản xuất ở Nhật. Ở đây nó ghi chữ Nhật là Mê Ba Rự. 51 dùng 61, quá đẹp. Cần cực kỳ nhẹ và cực kỳ lẩy nhá. Con này thì chắc hợp các bác nào đi câu suối, rất là nhẹ luôn. Phôi lóng thứ hai cực kỳ đẹp. Lóng hai rất sáng lắm nha. Lóng hai nó ở trong zoom, người ta câu 5m4 mà người ta không zoom ra thì còn đẹp nguyên. Lóng tiếp theo bắt đầu là chuyển sang vân hai da nhá. Các bác tưởng tượng là cái cần Shimano nó vân hai da thì bắt đầu là con này có vân hai da nổi gân con này. Coi những cái vân nó đâu ạ? Chắc hơi khó nhìn ha, nhìn kiểu gì dễ nhìn nhỉ?
lại không ra, vì dòng này nó dòng mỏng thế là cái độ gân nó không nổi được nhiều quá nhá. Bắt đầu nổi gân nhá, con này là có nổi gân này. Các bác có thấy cái vân bên trong không? Đấy, nó nổi vân X đi này, đợt này có một cái vân này. Xoắn con này thì khoảng tầm 2 phân một xoắn nhá. Nóng lạnh vẫn là vân hai da nhá. Nóng ngọn sẽ là carbon xoắn vòng. Còn cái lóng kế ngọn vẫn là vân hai da nhá. Con này lối lông phụ, trên đầu sẽ là carbon đặc. Đấy, một chiếc cần khá là hiếm gặp nhá, cân nặng này 150g. Ngọn là 0.7 ly. Mã số 5. Nếu các bác là 1.500.000. Đấy, chiếc cần tay thuộc dòng hiếm nhá, siêu tầm. Em bán đến hôm nay là 4-5 năm là con này là gặp đầu tiên nhá. Cái bản Simlo Ceramic cần tay này là không có nhá. Còn Ceramic này thì nó ở phần sút nhiều. Mấy con sút cao cấp là có cái Ceramic này nhá. Phần là Ceramic, còn không có cần tay. ISO cũng hình có 1-2 dòng thôi. Tiếp theo sang mã số 6 này. Số 6 sẽ làm chiếc cần mini nhá. Con này là một dòng mini của Daiwa, dài 2m1, cứng 20. Đây sẽ làm chiếc cần cho các bác câu đa lăng nhá, câu lua, câu ngâm, lăng C đều được. Cứng 20 thì độ cứng nó sẽ tương đương với cả xem nào, ML, cũng chỉ tầm ML nhá. Để cho bác tải mồi tầm 14g đổ về lua. Đấy, lăng C thì đánh những cái quả bom bé bé thôi, vừa tay, không vẩy mạnh được nhá. Đấy, gọi là câu đa lăng, câu trốn vợ. Dòng bé này thì làm sao có cá to được nhiều, đúng không? Cá to các bác câu được, các bác có dùng kỹ năng cộng với cả hợp lý nữa. Đấy, mã số 6 nha. Quá đẹp, con này rất đẹp quá nha. 120g. Ngọn là 1.6 ly. Hồi đây các bác làm 100k cho nó nhanh chuyến. Mã số 6. Mã số 7 nha. Số 7 thì làm chiếc cần cũng được sản xuất ở Việt Nam, nhưng con này nó thuộc dòng đời mới hơn một tí. Con này thì chuyên lua nhá, con này nó ghi thông số lua luôn. Một chiếc cần lua dài 1m rưỡi, tải mồi từ 10g đổ về, cước từ 8NB đổ về. Khoen thì là khoen Fuji, bát là bát Fuji thôi nhá. Con này thì mới tinh, chưa sử dụng. Con này thì cần khá là đanh. Đấy, cảm giác là lực thì yếu hơn con kia nhưng mà đanh hơn và thẳng hơn nhá. Mã số 7 cân nặng 90g. Ngọn 1.6 ly, 600.000, mã số 7. Mã số 8 sẽ làm chiếc cần Ikeda. Số 8 sẽ làm chiếc cần Ikeda của hãng Ryobi, dài 1m8, bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nhá. Ikeda của Ryobi thì cũng khá là ngon. Đít nở và ngọn sẽ thóp lại rất là nhanh nhá, không lỗi lầm gì. Còn đẹp, cân nặng cho bác này. Cân hôm nay tắt giờ nhanh thế. Cân nặng 88g. Ngọn con này là 0.64 nhá, bản này bản ngọn nhỏ 600.000. Mã số 8 Ikeda. Ikeda bây giờ thì đang khá là hot nhá. Nói chung nó cứ hở ra hàng đẹp là bay, hàng xấu thì không nói, hàng đẹp là tích tắc. Rồi lên cho bác mấy chiếc cần dây trong này, mã số 9 này. Số 9 sẽ làm chiếc cần rất là đẹp có nhá. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng dòng Tejak Enjoy, được trang bị bộ vân hai da cực kỳ khủng khiếp. Như theo em cảm nhận được, vân con hai da này rất đẹp quá nhá. Có những cái vân bên trong ạ, vân caro vuông hai da. Đây sẽ làm chiếc cần dây trong của hãng Tejak Enjoy. Hình cái chỗ này sẽ là hình cánh buồm vàng nhá, cánh thuyền, dài 2m55, được trang bị loại sứ dẫn cước là 7 màu này. Cái xích nhá, đầu bu dẫn cước cũng 7 màu luôn nhá. Con này rất là đẹp quá nhá. Con này lúc trước là em nhớ thời điểm dây trong nó thịnh hành là con này bán ở đây 8-900 hay hơn triệu. Mà hôm nay thì dây trong thì cứ lấy cho bác đồng giá nhá, 500.000 một cây. Con này sẽ là thuộc dòng ngọn hơi tháp một chút xíu, độ cứng tầm 80. Để cho bác câu nhá, cân nặng này 350g. Ngọn 2.3 ly, 500.000. Con này là cực êm nhá. Mã số 9. Mã số 10.
Mã số 10 sẽ làm chiếc cần dài 2m7, cứng 50. Con này thì cũng được Hàn Quốc sản xuất nhá, được trang bị là vân gốc sẽ là vân hai da. Con này thì hợp cho các bác nào mà về giáp lên cần hai khúc để chơi nhá. Đấy, độ cứng cao, con này độ lẩy cao, con này độ lẩy cao hơn con này, nhưng con này lại khỏe hơn nhá, bì hơn. Con này thì lẩy đanh hơn. Đấy, nõi sứ dẫn cước là nõi sứ Ecoline các bạn, không được xích đâu, nhưng mà hơn nó sứ sáng. Đấy, độ cứng 50, cũng 500 ngàn nhá. 290 g, con này nhẹ nhá, ngọn là 2.6. 500 ngàn dây trong hai khúc. Dây trong hai khúc thì rất dễ câu nhá. Rồi, sang mã 11 này. 11 sẽ làm chiếc cần dây trong. Đây sẽ làm chiếc cần dây trong của hãng Daiwa, dài 5m3, độ cứng là 2. Được sản xuất tại Thái Lan. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji loại xứ xích. Đồ bu là loại xứ xích luôn đó nhá. Phôi con này thì cực kỳ đẹp nhá. Con này thì không chê đó nhá. Con này còn rất là đẹp và sáng luôn. Một chiếc cần dây trong. Đẹp, con này hoàn hảo nhá. Con này rất đẹp. Đây các bác nhìn phôi này. Không phải là em cứ ngứa mồm này nói là rất đẹp là đẹp đâu nhá. Con nào đẹp là rất đẹp. Rất là đẹp quá nhá. Ok, cân nặng cho bác này. 223 g. Gọi là 3.10 ly, 600 ngàn nhá, mã 11. Mã 12. 12 sẽ làm chiếc cần dây trong thuộc dòng đời cao của Shimano nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần dây trong có chế độ zoom từ 4m7 zoom đến 5m3. Chất liệu carbon con này sẽ là dòng carbon đời cao nhá. Con này nó không ghi chất liệu carbon, nó ghi ở đây là X zoom. Công nghệ bên dây trong sẽ là 2 spic. Độ cứng là độ cứng 2, bát là bát split, khoen sẽ là khoen Fuji loại sứ xám nhá. Ở con này thì phôi có xước nhẹ. Con này thuộc dòng đời cao các nhé. Tất cả đầu cần của dòng này đều có bo chống lỏ nhá. Các bác có thể cái vân đen này, nó làm cái lớp carbon hai da, nó quấn thêm một vòng nữa để chống lỏ ngọn cần nhá. Tất cả dòng cần bên trong đều có chống lỏ ngọn cần nhá. Đấy, nói sứ dẫn cước cũng thứ ok. À, con này có cái nhược điểm là cái đầu bu này nhá. Đầu bu con này đang bị mất đá nhá. Nhưng hôm nay bán cho bác con này là 500 ngàn này. Giá hôm nay là mấy cái dây trong này cực kỳ êm nhá. Mã 12 cân nặng này. 210 g, rất nhẹ nhá. Ngọn 2.86 ly, mã 12, 500 ngàn. Sang mã 13. 13 sẽ làm chiếc cần gần như là con vừa nãy đấy nhá. Hai con này thì độ đời tương đương nhau. Con này hơn một chút xíu. Con này là vân gốc, này sẽ là màu xanh nhá. Công nghệ cũng là 2 spic nhá. X zoom cũng dài là 4m8, 5m3. Độ cứng ở đây sẽ là độ cứng 2. Có zoom quá nhá. Đấy, có để zoom cho các câu. Con này được trang bị bát là bát titan. Đấy, con này đời cao hơn con kia nhá. Con này cũng bị mất sự trên đầu nhá. Đấy, phôi con này thì trên phôi nó sẽ có sức răm nhẹ đó nhé, nó không ảnh hưởng gì đến cần, nhưng nhìn nó hơi xấu một tí. Đấy, con này hôm nay lại các bác là 500 ngàn. Mã số 13 cân nặng cho bác này, 190 g, ngọn là 2.8 ly. Đấy rồi, chiếc cần dây trong cuối cùng ngày hôm nay, 16 sẽ làm chiếc cần dây trong. Con này thì khá là ok đó nhá. Con này thì độ cứng rất là cao các bác này, 5m2 độ cứng 4, bản Magdari nhá. Con này sẽ là một cái bản đời cao của Daiwa. Đấy, bát sẽ là bát vặn, sản xuất tại Thái Lan. Ở những chiếc cần Daiwa Thái Lan thì rất là ok đó nhá. Con này được trang bị bộ phôi sẽ là màu xám, nõi sứ dẫn cước sẽ là nõi sứ xích này. Phôi con này thì thỉnh thoảng cũng sức răm quá nhá. Đấy, tổng thể thì vẫn rất là đẹp. Con này có một nhược điểm quá nhá. Nếu mà con này mà nó đủ không lấy lầm gì khoảng tầm 1.2 triệu, 1.3 triệu, nhưng hôm nay con này là bị mất khoảng tầm 10 phân ngọn các nhá, 8 đến 10 phân, và không có đầu bu.
Sinh ra con này em bán cho bác giá là giá mềm nhé. Để cho bác về các bác chỉ cần lắp đôi bu nó bác chơi luôn. Hoặc các bác làm thích đánh hạ tay thì tùy. Nặng là 370 g. Nặng là 3.7 ly nhé. 700 ngàn mã 16. Đấy, hôm nay thì lên cho bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái dây trong. Đấy, chuyển sang ISO nhá. Sang mã 17 này. 17 sẽ làm chiếc cần Ruby. Dài là 4,5 m, độ cứng là 0.6, một chiếc cần của Ruby bản Super và Carbotech nhá. Bản này thường thường thì sẽ là bản tầm trung của Ruby, cũng khá là ngon. Bát là bát Stylit. Đây Hàn Quốc sản xuất thì nó ghi rõ ràng đấy nhá. Ruby thì bây giờ chủ yếu sẽ là Hàn Quốc sản xuất nhiều. Dòng tầm trung giá rẻ, còn một số dòng cao cấp đời cao cổ một chút xíu thì lại của Nhật sản xuất nhá. Con này thì sẽ được trang bị dàn khuyên, khuyên xích luôn các nhá. Đấy, khuyên là khuyên xích nhá, bố xích nhá. Phôi sẽ là màu đỏ đen. Con này thì gốc lở và deep top, sinh ra là cảm giác cần sẽ rất là lẩy và đanh nhá. Bác nào mà thích đánh cá nhỏ nhỏ mà đánh nhỏ nhỏ mà đánh cảm giác thì cực phê nhá. Cân nặng cho bác này 140 g, ngọn là 1.16 ly, 600 ngàn, mã 17. Mã 18 sẽ làm chiếc cần Daiwa nhé. Con này sẽ làm chiếc cần Daiwa sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Dài là 5,1 m, độ cứng 1.5. Con này cũng thuộc dòng thông số rất là lạ đó nhá. Cần 5,1 m là không có mấy nhá, ít. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Con này sẽ làm chiếc cần bán phôi nhá. Ngọn con này là màu trắng. Con này thì hiện tại đang thấy bị mất bu thôi nhá. Con này thì độ cứng nó khoảng tầm 3.5H để cho bác đánh rô riếc hoặc các bác đánh chép tầm trung có bảo hiểm là bắt được nhá. Đấy, con này thì bán bác bộ phôi 5,1 m, cứng 1.5, cân nặng là 219 g. Ngoại 1.72 ly nhá. Con này thì lấy các bác là 450 ngàn. Con này về các bác thích thì thay mỗi bu vào là xong nhá, hoặc các bác có thể tuốt ra làm vật tay tùy. Đấy, mã số 18 này, xong mã 19 này. Ôi, sao nhanh thế nhỉ? Tôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Từ từ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Em sửa lại nhá. Sao 13 thành 16 được, 13 thành 14 chưa? 14, 15. Chứ không. Con này nó có 16 nha. Đây, các bác xem để ý lại giúp em nhá. Xong 17 này. 17 sẽ là một dòng cần của Việt Nam sản xuất nhá. Một chiếc cần bản Liberty Club, dài 5,3 m, độ cứng 5. Con này được trang bị gốc, nó sẽ là gốc Vân Hai Gia nhá. Còn trên cần sẽ là phủ màu xám đen và có phủ sơn dòng kiểu chấm kim tuyến nhẹ các nhá. Rồi, phôi con này còn rất là đẹp nhá. Phôi còn đẹp quá nhá. Phôi còn tương đối đẹp, thỉnh thoảng có một vài vết xước răm bé. Tổng thể là rất đẹp. Được trang bị dàn khuyên là khuyên Fuji, bát Fuji, cần không nói làm gì các nhá. Đấy, độ cứng 5. Con này thì có một nhược điểm là mất nắp đít các bác này. Cái lắp đi con này thì khá là dễ kiếm, nó dòng gen nhựa nên là rất là dễ làm nhá, là dễ kiếm, quỳnh dễ làm. Mã 17 nhá, cân nặng cho bác này 3.9 g, ngọn 1.83 ly, nếu bác là 800 ngàn, mất lắp đi qua im. Sang mã thứ 18. 18 sẽ làm chiếc cần y chang con nãy, dài 5,3 m nhưng nó là cứng 4 các bác nhá, thấp hơn một tí. Cái con này chỗ này nó là cái băng dính các bác nhá. Ở Nhật nó có cái băng dính vuông ấy, dòng keo nó dày, để lâu nó dính vào đây nhá. Về các bác lau giúp em nhá. Nó là keo đấy nhá. Đây tay em cạo nó cũng bay đi này, mà em lười lau lắm. Phôi con này cũng rất đẹp nhá. Hai con này cùng chủ sở hữu các bác nhá.
Đấy, phôi màu xám xanh, xám xám. Khuyên là khuyên Fuji, cũng không lỗi làm gì nhá. Con này thì không mất đắp đít và không lỗi gì luôn. 5m3, độ cứng 4, cân nặng cho bác này 360g, ngọn 2.05 ly, nếu các bác là 850k. 19 sẽ làm chiếc cần sút ngon nhá. Con này sẽ làm chiếc cần sút của hãng Ruby. Con này còn gần như là mới nguyên nhá, còn rất là đẹp. Dài 39, cứng 25. Được trang bị dàn phôi sẽ là phôi 2 da nhá. Đấy, con này là tổng cộng là có 4 lóng thì sẽ là 3 lóng 2 da. Lóng ngọn sẽ là carbon xoắn vòng, ngọn dòng này sẽ là ngọn hai màu đặc trưng nhá, đây là zin nhá. Độ cứng cũng cao. Quen bát Fuji, con này không lỗi làm gì cơ nhá, mọi người có rất là đẹp. Một chiếc cần Olympic vân 2 da, cân nặng 355g, ngọn 2.6 ly thì đấy các bác là 850k các nhá. Bản đẹp nhá, con này cứng cao một chút nữa nên hơn triệu lúc trước. Ok, xong mã 20, mã 20 này thì làm chiếc cần hôm nay sẽ giảm giá nhá bác nhá. Hôm trước em kiểm tra rồi, con này thì cần rất là đẹp, 4,5m độ cứng 1 của hãng Shimano. Vân 2 da nhá, phôi này còn rất là sáng nhá. Phôi rất đẹp và sáng luôn. Dàn khuyên cũng đẹp. Hôm trước thì cái ngọn này em có báo cho bác là cái ngọn này sẽ hơi xấu, hôm nay em xoay sát luôn nhá và giảm giá này, các bác nhìn rõ này. Cái phần ở chỗ này nó sẽ là một cái phần ngọn cắm vào một cái lóng này. Xong là quấn lớp chỉ phủ hai đầu và phủ lớp keo. Thì như cái con này ấy, thì cái ngọn nhìn nó không được đẹp mắt đấy nhá. Nó như thế thôi nhá, còn không ảnh hưởng gì nhá. Còn đây các bác có thể thấy là khi em uốn cần thì nó sẽ như thế này, nó sẽ để xấu rồi nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến phôi nhá. Các bác hạ, các bác câu tay thoải mái. Đấy, thế thôi. Con này hôm nay lại là 160g, ngọn là 0.95 ly, nếu bác là 1 triệu tròn cái con này nhá. Hơi tiếc con này. Con này em mua về 1,1 triệu, tính bán khoảng tầm 1,2 triệu, 1,250 triệu đến 1,3 triệu. Mà nó lại bị lỗi cái ngọn nên là bị lỗ nha, chưa tính phí vận chuyển. Rồi sang mã 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần một chiếc cần của Daiwa. Con này sẽ làm chiếc cần bán phôi nhá, dài 5m4, độ cứng là 0.6. Con này thì ngoại hình còn đẹp, gốc này có dính băng dính nha, về các bác lau chùi giúp em. Phôi rất sáng nha, con này thì phôi còn đẹp, phôi này còn rất đẹp nhé. Con này mới được ngọn là nó hơi mềm tí thôi. Nối lòng phụng nha, đẹp, ngọn carbon đặc trên cùng. Đấy, về các bác có thể tuốt ra làm phôi gần tay. 5m4, độ cứng là 0.6 nha, rất là đẹp, có nhé, cân nặng cho bác này. Ngọn là 0.85 ly, cân nặng 183g, giá là 800.000 đó nhá. Rồi, phôi rất là đẹp, con này chỉ cần thêm 2-3 khuyên nắp vô phát là thành ISO luôn, hoặc các bác có thể bóc ra là quần tay câu cái cảm giác không chê nhá. Sang mã 22 sẽ làm chiếc phôi cao cấp này. Ở đây sẽ làm chiếc phôi của một chiếc cần Daiwa được sản xuất tại Đài Loan. Bản này sẽ là bản Siden Metan Slipper, dài 5m3, độ cứng 2, rất hợp cho các bác hạ cần tay. Con này sẽ là chiếc cần đời cao nhá, bát sẽ là bát đúc theo vòng tay. Con này dàn khuyên ở đây thì em thấy là nó đang bị lộ cổ nhá, một lửa dàn khuyên trên này đang là khuyên titan nhá, một lửa khuyên dưới này là khuyên Fuji Six chất thép chống rỉ, còn trên này sẽ là thép titan, đầu bu đang bị lỗi nhá. Con này là có định vị khuyên trên ngọn nhá, con này hụt mất khoảng tầm 3-4 phân. Con này hôm nay bán cho bác bộ phôi, các em lại định hạ phôi con này để em đi câu tiếp ấy, nhưng mà có rồi nên thôi. Phôi con này độ lẩy cực kỳ cao. Đấy, độ lẩy rất cao nhá, định vị lóng, định vị khuyên toàn thân. Đấy, tất cả lóng đều có định vị khuyên hết nhá. Đấy, cái này là bán cho bác bộ phôi về cho bác hạ tay. Đấy, còn các bác nào mà thích lên khuyên để chơi ấy, thì rất đơn giản thôi, về các bác gia cố lại mấy cái miệng này. Cái miệng này thì thường thường thì
nó sẽ hơi bị lỏng keo một chút xíu, và thay cái đầu bu vào là xong, là các bác có thể câu ISO thoải mái nhá. Cân nặng cho bác này 200g, rất là nhẹ nha, ngọn là 1.1 ly, con này giá sẽ là 1.100.000 nhá, 22 23 23 sẽ làm chiếc cần lua rút. Đây sẽ làm chiếc cần lua rút của hãng Siemat, được sản xuất tại Hàn Quốc, công nghệ sẽ là Cbat nhé. Dài 2m7, vân sẽ là vân hai da. Phần này là bẩn nhá các bác nhá, các bác phải lau giúp em đây này. Cái này là bẩn keo nhá, em không lau đấy. Để các bác lau giúp em. Khuyên sẽ là khuyên Fuji, không lỗi gì. Ở chiếc cần Cbat, con này thì nó là kiểu dòng câu đa lăng nhá, nó không có ghi có ghi sorry. Nó là dòng lua rút. Nhiều con thì nó đánh theo kiểu diện đa lăng đấy, nên các bác câu nhiều loại được. Còn những con này thì nó ghi thông số chuẩn lua, nên cho bác có thông số luôn này. Dài 2m7 này, cá nhân với 3PCS này là 3 khúc này. Lua mồi từ 1.2 đến 2 OZ. Gì ghê vậy? Con này tải mồi ghê vậy? Tải cước từ 82NB, sản xuất tại Hàn Quốc nha. 2 OZ cơ. Độ cứng tương đương khoảng M các nhá. Nhưng mà dòng lua rút này mà nó cứng, nó không cứng đanh được như dòng dòng cần kia đâu. Không giống cần hai khúc nhưng mà cảm giác rất là cứng thôi nhé. Nó ghi thông số tải mồi khá là cao, cân nặng cho bác này 208g, ngọn 2.2 ly, một chiếc cần nu rút vân hai da rất là đẹp nhá. Con này em lười không lau, lau thì đẹp lắm, hay lau cho bác qua tí nhỏ mà thôi, lười lắm. 900.000 các nhá, chiếc cần nu rút này khá là ngon này, tải mồi lớn nhá. Lua rút thì bao giờ cũng hiếm hơn và đắt hơn ISO nhé, trong tất cả các dòng lua rút là sẽ ngon hơn, nó câu được đa lăng, cảm giác nó câu được nhiều thứ hơn là ISO. Rồi tiếp theo sang mã thứ 24 này, 24 sẽ chuyển sang cần hai khúc nhá, hai khúc hôm nay có 3-4 cây rồi. Đây sẽ làm chiếc cần của Alpha Taco, dài là 2m55, sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Con này sẽ làm chiếc cần dòng cần hai khúc, dòng cần mềm nhá, có nghĩa là gốc cũng mềm và ngọn cũng mềm, tương đối mềm nhưng không mềm lắm, còn loại mềm nữa cơ. Con này có chiều dài là 2m55, độ cứng là từ 50 đến 80, được trang bị dàn khoen là khoen lòng súng loại xứ xích, đầu bu là đầu bu lòng súng chống xoắn. Đấy, ngoại hình rất là đẹp, một chiếc cần hai khúc để cho bác chơi lòng súng loại xích luôn nha, rất là đẹp. Zin 100%, cân nặng cho bác này 197g, gọn là 2.07 ly, đấy các bác là 800.000 nhá. Nguyên cái bộ dàn lòng súng này kể ra thì nó cũng chuyện vui thôi, nhiều các bác của anh giờ anh mày mất cái khuyên này về anh thay mất 300.000 một cái khuyên như thế này thì cái dạng khó nhỉ. Đấy, cả cần đây 10 mấy cái khuyên, cả phôi 800.000. Rồi sang mã 25 mới là siêu phẩm nha các bác nha. 25 sẽ làm chiếc cần thuộc dòng siêu tầm. Cái dòng này thì cái bản mà Super Amorphos này này, cái dòng mà nó có dòng chữ ghi treo treo chéo này thì em chỉ gặp được được một dòng ở bên trên cần sút này, một chiếc cần của dòng lăng xê lỡ, với cả con này. Là ba cái dòng này là có cái kiểu vân hai da như này các nhá. Con này là thuộc dòng vân hai da nhá, không phải là vân một da đâu, vân hai da đấy. Được trang bị dàn khuyên là khuyên gôn, loại xứ là loại xứ xích các nhá. Đấy, cái này gọi là khuyên gôn xích, là gôn bên ngoài xích bên trong, còn loại xích gôn nữa thì là bên trong cũng vàng luôn. Con này được trang bị là vân hai da nhá. Đây các bác cầm cái bút ống kéo này, nó có sật này, hoặc là các bác nhìn nghiêng này sẽ ra cái lớp vân hai da lỗi trên cần, có nhìn rõ không ạ? Đấy, vân hai da này thì phải nhìn nghiêng nó mới lộ ra nhá, còn nhìn ngang này thì nó hơi ẩn. Con này thuộc dòng siêu tầm có nhá, rất là đẹp. Ở đây nó ghi là dài 3m. Ở độ cứng con này thì em thấy nó cũng bình thôi, không cứng quá cao đâu. Để bác câu biển, độ cứng khoảng tầm 50 để cho bác dòng hai khúc câu biển nhá. 3m hai khúc thì rất là ít nhá, 2m7 thì nhiều nhưng mà 3m thì lại rất là ít. Cân nặng các bác này 390g, con này nặng chủ yếu nặng đối chậm nhá, ngọn là 2.5 ly,
bíp với con bọc giấy bóng nhá. Con này gần như là chưa dùng đâu, mà chưa dùng thật. Các bác nhìn trong lòng bát này cũng chưa thì được đặt bát vào luôn. Đấy, rất là đẹp, chưa dùng nhưng mà để khá là lâu rồi nhá. Dòng quần này sản xuất phải tầm 20 năm là ít rồi. Con này lấy các bác là 1.200.000 và cho bác sưu tầm nhá, chứ cần hàng hiếm đấy. Rồi sang cây đây, các bác là thích đánh mà rẻ hơn mà đánh con này, sang mã 26 này, này là một chiếc cần cũng hai khúc nhá, cũng dài 3 mét luôn. Hai con này cùng một chủ sở hữu, dài 3 mét. Quên nhá, con này sẽ là Nhật sản xuất cái nhá. Đặc biệt là cái dòng Super Amorphous này này là sẽ của Nhật sản xuất nhá. Ruby, các bảo Ruby Hàn Quốc, bản này Ruby ở Nhật sản xuất nhá. Ở tiếp theo sẽ làm chiếc cần dài 3 mét nữa, con này sẽ là của Shimano. Con này sản xuất tại Chila, dài 3 mét, cứng 30. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nói xứ xám. Đầu bu sẽ là chống xoắn nói xứ xích các nhá. Hai khúc cũng 3 mét, con này thì mềm hơn kia, giá cũng mềm hơn các nhá. Cân nặng cho bác này. Hai trăm hai chục gram. Ngọn 2.2 ly lấy các bác là 600.000 này này. Mã 26. Rồi sang mã 27 nhá, 27 thì lại hàng ngon. 27 sẽ làm chiếc cần cũng rất là ít gặp nhá. Đây sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cắm gốc. Con này sẽ là cắm gốc vặn như này các nhá. Đấy, bên trong này nó có một cái gồ lên, nó sẽ ăn đúng cái chân này để chống xoáy ngang. Và các bác vặn ốc vào gen vào đây để các bác chống tụt ra nữa, nên là xong. Đây sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần cắm gốc, sẽ bát dài này sẽ thuộc dòng dích các bác nhé. Đây sẽ làm chiếc cần có chiều dài là 2m1, một chiếc cần Shimano. Con này được sản xuất ở Nhật các bác nhé, khá là ngon đấy. Khoen là khoen ná nhá, đầu bu chống xoắn lại xứ xích. Dòng này để cho bác dích nhá. Dòng khoen lá thì gần đây cũng lại bắt đầu lại không có mấy, nhưng rất là ít. Có thời điểm khoen lá rất là chuộng, gần đây thì cũng không thấy khoen lá mấy. Bản này sẽ tên là Nevio, dài 2m1. Độ cứng con này nếu mà để dích thì chắc nó khoảng cứng tầm 80-100 của bản dích thôi nhá, chứ không phải là của dòng khác nhá. Để bác tải mồi khoảng tầm 100g, hơn 100g là câu thoải mái nhá, rất là ngon. Con này sẽ là phôi liền. Đấy, rồi cân nặng nhá, một chiếc cần dích khá là ngon. 230g. 2.07 ly, giá sẽ là 1.3 triệu các nhá. Một chiếc cần sản xuất ở Nhật. Dích khoen lá khá là ngon. Rồi chiếc cần cuối cùng sẽ làm chiếc cần cắm gốc nữa nhá. Con này sẽ thuộc dòng cần cắm gốc. Đây sẽ làm chiếc cần có chiều dài 1m75. Bản này sẽ là bản Alestar Magi, hết, không ghi thông số gì cả. Được trang bị bát là bát Fuji, à quên, bát hãng chứ quên. Con này thì của sản xuất tại Chila xuất các nhá, khuyên hãng bát hãng. Phôi con này sẽ là phôi carbon, phôi là phủ bên ngoài sẽ là carbon các nhá, còn bên trong lõi vẫn là lõi sợi thủy tinh. Đấy, dòng này thì cực kỳ khỏe nhé, sợi tinh thì khỏe quá rồi. Cân nặng cho bác này, cân nặng 205g. Ngoại 1.67 ly, mã số 28, 450k. Ngày hôm nay các bác tổng cộng 28 cây. Các bác xem ưng được nào thì báo cho em nhé. Hẹn các bác clip tiếp theo, bye bye.